Từ ngày có chó, đời anh không còn ý nghĩa gì nữa. Con chó cưng của em sẽ đến với các bạn với vũ điệu Bebop. Em đòi mua một con chó, mới nói đó đã đem về nhà. Em đặt tên là Angela, mà người ta đòi 400 bà. Tại vì em muốn quá, chứ chờ người ta xuống giá thì mình mua có 130. Ngày đầu vừa đưa về là nàng chơi một bãi ngay giữa nhà. Áo quần dài dép chổi lông gà là nàng ta quyết không tha, chạy ngay đến cá